Thành xin chào anh chị và các bạn. Lâu quá không có lên clip. Hôm nay Thành xin quay video clip giới thiệu gia đình nhỏ của Thành đi du lịch ở Phú Quốc. Thì qua clip này Thành có giới thiệu cho anh chị và các bạn một resort đó là Novotel Phú Quốc. Resort này nó có từ năm cũng khá là lâu, cũng năm 2016. Nhưng mà cái hệ thống resort rất là chuẩn. Thì hôm nay Thành mời anh chị theo chân cùng Thành để trải nghiệm resort này như thế nào nhé. Trong thời gian chờ đợi lên tàu bay thì Thành xin quay sơ cho anh chị nào chưa bước chân đến sân bay Tân Sơn Nhất thì có thể hình dung được cái trong sân bay nội địa của nước ta nó như thế nào. Thì trước của mình đó là khung cảnh của bên trong sân bay, thì anh chị có thể là xem trong clip này nhé. Mình mới nhớ là rồi phải mời em cà phê đi, em đã in vẻ cho chị nhé. Thì nó còn vẻ mà. Hả? Dạ nó. In vẻ chứ. Anh lớn hơn. Đây là lần đầu tiên cậu út nhỏ của gia đình mình có dịp trải nghiệm máy bay. Thì cậu khám phá trên máy bay rất là nhiều, đặc biệt là không ngủ để nhìn bên ngoài và bên trong, cũng như là đòi ăn trên máy bay để xem món ăn của máy bay như thế nào. Gia đình mình đã đến sân bay Phú Quốc. Thì phía bên ngoài sảnh thì có những anh chị của resort Novotel Phú Quốc đang chờ mình để họ có xe trung chuyển trở về resort. Thì cái resort này cũng khá là chu đáo anh chị. Đây các bạn nhìn xem là khuôn viên của trong sân bay Phú Quốc. Thì đây là phía bên dưới là chỗ đáp để mình đi ra bên ngoài sảnh của sân bay. Thì giờ mình bước ra sảnh đây. Phía trước sảnh của sân bay là như thế này. Thì có xe đang chờ mình ở phía bên ngoài.
thì họ chở mình về resort. Tao đẩy rồi. Ê, nắng nè. Đây là mình đang ở trên xe của resort Novotel Phú Quốc, thì mấy anh này sẽ chở gia đình mình về resort đây. Thì gia đình mình nhận phòng vào lúc khoảng 2 giờ, giờ này nó cũng còn khá là sớm anh chị. Đây là trên đường mình quay mình đang đi về hướng resort đây. Anh chị thấy là Phú Quốc vẫn còn là hoang sơ, thì cây cối cũng khá nhiều ha, đường thì nó cũng hơi vắng xíu. Resort rồi anh chị ơi, gia đình mình đang xuống đây. Đây là phía trước sảnh đây. Resort Novotel Phú Quốc, chuẩn 5 sao luôn nha anh chị. Đây là hệ thống của CL Group, thì cho nên mình thấy khá chuẩn về cái khu quốc tế á, thì mình chọn Novotel ở. Đó, các bạn thấy vô trong cái sảnh này. Sảnh rất là rộng. Đây là quầy lễ tân, thì mình đang chờ để mình check in. Đây là phía bên ngoài, mình quay sơ cho anh chị xem nha. Đó, không gian bên ngoài của Novotel Phú Quốc. Novotel Phú Quốc Resort. Đây là logo của Novotel đây chị. Đây, mình bước vô cái sảnh đây, mình quay lại cho anh chị xem nha. Sảnh khá là rộng, và đặc biệt là lấy gió biển trực tiếp luôn, cho nên sảnh rất là thoáng mát luôn. Đó, anh chị thấy không? Khá là rộng luôn á, rộng nhất trong mấy resort mình đi. Đây là nước welcome drink. Đó, nước cũng vị khá ngon. Quay sơ trên thì xem cho nó sẵn nha. Ở phía trước mình đó, là bên trong đó là cái buffet sáng đó. Đây là quầy lễ tân, hồi nãy mình check in. Quầy lễ tân khá dài, anh chị thấy không? Ở phía bên cửa bên đó là buffet sáng đó, khu vực ăn buffet và nhà hàng. Đây là quầy spa, cà phê, kia khác.
Tôi sẽ ủng đồng cho anh chị xem lại nha. Từ bên trong khách sạn mình bước ra cái cửa phía sau thì trước camera mình nó là một cái hồ nước được trang trí tiểu cảnh đó. Đây, bên đây bên trái là mấy cái bàn để uống cà phê, uống bia. Đó. Này chị thấy mấy cái lóc nhà của resort hai bên. Đó. Đây là quầy tour dịch vụ tại resort nha anh chị. Anh chị có thể là đi tour như là mấy đảo nè, đó, mấy khu vui chơi giải trí á, thì mình có thể là đến đây mình hỏi về giá dịch vụ á, thì những bản giá Thành có quay cho chị xem. Đây. Chỗ này mình có thể là muốn xe, thuê xe đi chơi như là xe 16 chỗ, 7 chỗ á, thì anh chị có thể là đến quầy chỗ này để mình hỏi xe để mình đi tham quan nha. Đó. Đây là mấy cái tấm quảng cáo về mấy cái nơi du lịch của Phú Quốc. Đó. Anh chị có thể là tham khảo thêm. Đây là shop bán đồ quần áo bơi đây. Thì anh chị nào mà quên đem áo bơi, đồ thể thao thì vào đây để mua. Thì trong khách sạn mình nó có hai cái hồ bơi chính anh chị. Một cái hồ bơi là gần cái chỗ mà nãy Thành quay ngay cái sảnh nước. Đó, và một cái hồ bơi là phía sau gần biển luôn, sát biển luôn anh chị. Đặc biệt trong nhà hàng này là khoảng 12 giờ họ mới bán nha anh chị. Đây là Thành quay menu cho anh chị xem. Thành thấy cái món ăn trong menu cũng khá là đa dạng anh chị. Đây là BBQ. Đây là breakfast buổi sáng. Thì có giá là 500 nếu phục vụ tại hồ bơi. Có cái quầy, có cái gọi là cái mâm đồ ăn á. Đây là menu của nhà hàng đây. Thành thấy mấy món ăn thì cũng khá là đa dạng đó anh chị. Và thứ hai là giá cả Thành thấy cũng hợp lý. Tại vì mình khi mình mướn xe mà mình đi ăn á, thì Thành thấy nó cũng tính giá tiền cũng giống vậy thôi. Thì thôi thay vì như vậy thì mình ăn trong khách sạn luôn cho rồi. Thì giá đây, Thành quay cho anh chị xem giá nghe, bảng giá thì nó cũng khá là đa dạng món ăn. Và thứ hai nữa là cái giá tiền nó cũng hợp lý đó anh chị. Có em đó Nguyễn.
sang cho bảy nè. Cũng ghẻ hả? Hả? À. Phép ăn sáng đây, sáng thời gian từ 6:30 đến 10:30. Đây là mấy món ăn gia đình Thành Kiều trong khách sạn đây. Đó, pizza hải sản, cơm chiên hải sản. Anh chị thấy pizza không? Mực, tôm, rất là tươi luôn anh chị. Đây là hai món đầu tiên trong khách sạn đem ra, trong nhà hàng của khách sạn, của resort. Đó, pizza thấy ngon không anh chị? Pizza rất là tươi luôn nha, hải sản tươi lắm. Đây là gỏi cá chích, thì phần này có giá là 90.000. Thì ăn nếu mà khoảng 2 đến 3 người ok. Đó. Gia đình mình kêu mấy món này đây. Pizza đồ hải sản tươi. Mực rất con mực cũng thích. Ai để này lên. Không, cái này người ta làm á. Ăn này cái ngon. Cái kinh nó cái đó. Rồi giờ con chép đi, con chép cái này, chép cái này. Đây tới món cà ghi hải sản nè anh chị, thì rất là thơm anh chị, ăn với cơm trắng có mùi rất là thơm luôn. Thì nãy có nếm là nó vị nó béo hợp khẩu vị. Đây là tô canh chua cá bóp đây, thì ra đây thì phải ăn một tô canh chua cá bóp này mới là đúng bài đi biển anh chị. Nè. Mình lên mình nhận phòng đây. Đây là cái view biển, phòng mình là view biển nha. Nhưng mà nó được hai view luôn á anh chị. Vừa cái view núi luôn phía sau. Đó. Này. Vừa view núi luôn. Vừa view trực diện luôn. Đó. 530. Anh chị nhớ những cái giấy phòng nè. 530, 531 nè. Là giấy phòng là view biển nha, và có hai view luôn. Mở vào mình quay lại thôi chứ chắc là đã vô phòng rồi đó. Đây là để cái hành lý ha, hộp kéo không có gì hết, gì hết, gương,
tu đồ. Đây. Kết sắt. Tính đồ. Đôi dép với cái áo cái dù. Đây mình đi 4 người cho nên mình kêu 2 giường đơn nào. 2 giường đơn. Phòng đây cũng tương đối là cũng rộng nghe anh chị. Đây 2 giường đơn. À. Nghe không? Máy lạnh trong đây. Đây thì có 2 cái hộc để bàn nè. Bàn cục sắt. Này là giường đơn. Mình kêu 2 cái giường đơn. Hả? 2 giường đơn. Có 2 cái ghế luôn. Một cái đèn ngủ. Ở đây một cái ghế. Tu không có gì hết. Gương, đèn. Đây mình quay toilet nha. Mở đèn. Toilet ở đây thì nó không có cái bồn tắm. Đây. Nhà vệ sinh. Có điện thoại. Đây. Đó. Toilet thì có những cái này. Đây. Novotel Phú Quốc. Này. Máy sấy tóc. 2 cái ly. Đó, những cái dầu gội đầu đó, trên đây. Dưới đây là mấy cái khăn đó. Cái này là phòng vệ sinh. Để nằm trong này nha. Đó, hàng giấy. Chung khá là sạch sẽ nhưng mà có cái nó không có bồn tắm. À, cái view nhìn ra trong cái giường luôn. Đó. Này có màn nha. Có màn. À. Rồi sen bồn tắm. Nhớ. 2 cái khăn. Nhớ. Mà đặt cái phòng cái bồn tắm nữa thì rất là hay nhưng mà họ không đặt bồn tắm mà chỉ họ đặt cái này thôi. Đó. Có rèm. Đó, rèm. Đó. Rèm che. Che lại. Che lại. Đó. Đó, phòng tắm thì có nhiêu đây. Ở đây cửa kính. Đây là bàn trà cà phê. Đó, có 2 chai nước
với một ấm bún xôi, hai cái tấp, cà phê, rem với trà với đường, hai cái muỗng. Đây là hai chai nước suối phi. Mỗi một ngày thì mình sẽ được hai chai, không được làm bể chai nha anh chị. Novotel. Đặc điểm của mỗi resort Novotel Phú Quốc là thì chai nước giống như nhau. Đây, trên bàn thì có một vài tờ giấy brochure về quảng cáo của khách sạn resort thôi. Đây mình quay cái mini bar, trong mini bar có gì nha. Đây ngoài đây là view biển nha. Phòng mình là vừa có view biển luôn. Đó anh chị thấy không? Rất là đẹp. Cái này buổi chiều mình ngắm hoàng hôn là cực kỳ đẹp luôn. Đây, ngoài đây thì nó sẽ có hai cái ghế và một cái bàn phơi đồ. Ban công rất là đẹp không? Vừa view hồ bơi và vừa view biển luôn nha. Đây là ngày đầu tiên mình nhận phòng tại Novotel Resort. Rất là đẹp. Các bạn đi mà đặt combo á, giá rất là ok luôn á, vừa vé máy bay và vừa phòng luôn. Thì nó khoảng tầm là 4 triệu cho 3 ngày 2 đêm nha. Là một người đó, chỉ một người thôi. Đầy đủ hết. Thuế luôn. Ăn sáng bao gồm có ăn sáng luôn. Cái view này nè. Mình ngắm biển hoàng hôn buổi chiều rất là đẹp luôn á. Quá đẹp luôn. Gia đình mình đi 4 ngày 3 đêm thì tổng cộng là 12.070.000 cho 4 người trên iVivo nha anh chị. Anh chị có thể đặt trên iVivo combo á. Đây là view phía trước. Cái này view mặt tiền. Mặt tiền á. Mặt tiền luôn á. Bay qua đi, bay ra nè. Bút máy bay bay ra đi. Vô. Ở resort này em bé dưới 16 tuổi nè, nó miễn phí. Phòng. Miễn phí phòng á. Rồi phải đi với hai người lớn. Nhưng mà nó phải đi. Cái nón đúng hay, hả? Lấy cái nón một hơi, cái em quên cái nón nữa nha. Đi ra đây nè. Đây
Đây. Hỏi tại cái khu trẻ em. Cái này phòng đọc sách nè. Xin coi, đây phòng đọc sách gì. Em hỏi người ta em. Ủa cái quầy khu trò chơi của trẻ em á nằm ở đâu em? Cái này giúp em nha, đi cuối dãy. Cuối dãy luôn. Dạ, xuống của thang bộ rẽ trái giúp em. Cảm ơn em. Dạ. Đi vô đây nè em. Đi này Hưng, đi vô đây có cho em nè. Chiều hỏi ra rồi đó quay nữa thôi. Đi vô đây nè Hưng. Đi qua khu trẻ em. Qua khu trẻ em. Nhanh lên hơn. Phải 5 triệu không anh? Cái gì? Mình đóng phải 5 triệu không? Ừ. Cái đó câu gì vậy Nguyên? Cái đó là gì? Bên đây có một cái giấy phòng, bên này nghe, bên đây, bên kia, bên đây. Đó. Này để đậu xe. Kìa, khu đi chơi. Ủa sao nắng vậy? Có một cái khu trong nhà mà. Ủa nhớ cái khu trong nhà mà. Cô vô nhà. Đi xe hơn xe hơn. Qua đây nè con. Đây là khu trẻ em ngoài trời. À ngoài trong kia khu trong nhà kia Hưng. Đây là khu trẻ em ngoài trời. À cầu tuột ở đây. Thì giờ này nắng quá con, chút xíu chiều hết trời. Bên kia là tennis. Thằng Hưng đâu? Ở trong kia nó có cái khu trẻ em trong bên trong á anh chị. Vô đây nè, vô đây nè. Vô đây nè. Đây là sân tennis. À. Hai sân luôn nha. Đúng chuẩn 5 sao. Hai sân.
trong resort thì có hai sân tennis đó anh chị. Anh chị có nhu cầu đánh thì mình có thể là mượn vợt của resort để mình đánh nha anh chị. Đây là phòng thể dục Phoenix Center. Hai giờ nè, cho thuê xe đạp 50.000. Năm 30. Đây là khu kích lúp dành cho trẻ em bên trong. Từ 9 giờ đến 16 giờ, 18 giờ. Hả? Đây là khu trẻ em trong nhà. Ủa, bỏ dưới đây hả em? Chạy đi. Đây là toilet. Có game PlayStation luôn. Hay. Bàn vẽ luôn. Chị. Nhà bánh luôn. Xem phim. Khu vực xem phim. Đây là khu vực xem phim. Chơi với em rồi con. Chơi với em đi con, rủ em chơi kìa. Rồi em sẽ đưa đường chơi cho anh. Rủ em chơi đi, con rủ em chơi đi. Con rủ em chơi đi. Con biết chơi.
Hỏi nó cho nó đi em. Cô mở game kìa, cô mở game cho anh hai chơi kìa. Con dưới là 7 tuổi, con 7 tuổi rồi, con không được chơi. Để em 7 tuổi dưới rồi. Mở game. Em 7 tuổi rồi, 7 tuổi thì được không? Anh vô 1 thì con biết rồi. Đây, trong đây là khu vui chơi bên trong. Đó là khu vui chơi cho em bên ngoài buổi chiều. Đó. Đây là đối diện nha. Hôm nay các bạn nhìn thấy là đối diện cái khu vui chơi bên ngoài. Và sân tennis. Nha. Trước mình đó là trò chơi điện tử á, nhóc lớn mình đang chơi game đá banh. Thì mình thấy là nhân viên ở Novotel Resort Phú Quốc đó, rất là nhiệt tình, vui vẻ nha. Các bạn hỗ trợ rất là tốt luôn. Vô quay sơ cái thôi. Mình vào phòng gym để mình quay cho anh chị xem nha. Ở đây thì mình thấy máy móc về tập thể dục cũng khá là nhiều anh chị. Đó là bàn bóng bàn, có chạy bộ, có tạ, đầy đủ hết anh chị. Mà cái này anh chị mà muốn có chạy bộ thì anh chị phải có áo thể dục với giày nha, mình mới chạy được. Còn nếu không có thì mình chỉ tập những cái động tác nhẹ thôi.
4 giờ phải không? Dưới này cái anh không nhìn thấy được. Ờ. Cái này là view vườn rồi. View vườn, view hồ bơi. Đây, chiều đi tắm biển. Kệ tắm này được rồi, rồi chiều rồi. Mình hơi quay mặt trời mà lặn người ta. Tí con bơi đừng quay con nhà. Chim kìa hơn, chim kìa hơn. Ở lại đi, nó ị đó. Nó ị vô quá. Mỗi lần quay quay đừng có chỉ mấy vô coi là được. Con bơi làm gì ba cũng dễ con ăn. Đi bên này, bên đây nè. Nhớ đừng á. Đi đây mát rồi, vẫn mát không không? Đây là cái phía dưới để mình đi ra ngoài bể bơi sát biển anh chị. Ở phía trên đó là cái bể bơi đầu tiên. Hai bên đó là có hai cái hồ sen, thì có trồng sen và trồng bồn bồn anh chị. Đây là khu vực nhà hàng BBQ buổi tối anh chị. Đường từ trong sảnh ra bãi biển rất là đẹp anh chị. Hai bên đó là trồng sen với bồn bồn. Anh chị thấy á. Khung viên rất là rộng anh chị. Từ resort ra tới bãi biển rất là xa. Phía bên giữa là có sen và bồn bồn luôn anh chị. Đó, mấy cái này cây bồn bồn đây. Bên đây cũng vậy luôn. Sen và cây bồn bồn, cái đó là nhà hàng seafood buổi tối. Ở phía đây là cái mấy căn bungalow. Đây bồn bồn đây anh chị, nào mà chưa biết cái cây bồn bồn á là nó là đây nha, cây bồn bồn. Trong cái công viên của resort Novotel này rất là ok nha anh chị, phòng ốc thì cũng sạch sẽ. Trong các hệ thống khách sạn thì mình đã đi nước ngoài của Novotel cũng như bên đây thì mình thấy rất là ok, hệ thống resort rất ok, mát quá anh chị. Mình quay lại bên cơ phía sau nha. Đó. Dài lắm á, mình đi từ phía bên trong khách sạn mà mình ra ngoài bãi biển rất là xa. Đó. Không trong công viên chứ không phải là về xa về vấn đề gì nha, cái này là trong công viên thôi. Đây là dãy bungalow. Bên đây cũng vậy, dãy bungalow bên đây luôn. Đó. Anh chị thấy không? Ra bãi biển luôn, có bãi biển ngoài, có hồ bơi ngoài bãi biển luôn nha. Phía trước xa xa có hai cái võng, ba cái võng chứ. Thì buổi chiều mình có thể là ra đây nằm chiều hóng mát biển nha. Thì rất là mát đó anh chị. Nằm dưới tán cây dừa nữa thì còn gì bằng hả anh chị. Đây là khu vực hồ bơi ở phía ngoài biển đây anh chị. Đây, thông tin về cái hồ bơi đây. Mình quay cho anh chị xem nha. Đây, mình vào bên trong quay xem cái hồ bơi như thế nào nha. Hồ bơi cảm thấy giống như vô cực vậy, rất là rộng. Đây là có một cái quầy bar cạnh bên thì có bán đồ ăn luôn và nước uống luôn anh chị. Nước uống thì khoảng 40.000
Đây cùng cái dĩa snack về hải sản đây. Combo luôn. Giá 250.000 bao gồm nước. À, dĩa hấp dẫn quá anh chị. Thì anh chị nào mà bơi mà mệt đó thì anh chị có thể dùng cái buổi ăn nhẹ này với nước uống luôn. Đây là view của hồ bơi đây. Hồ bơi cũng rộng nha. Cảm giác như là vô cực vì nó nằm sát biển luôn anh chị. Cạnh bên nó là có một cái hồ bơi trẻ em. Đó. Mình quay sơ cho anh chị xem nha. Đây là bên trong cái quầy bar. Đây. Quầy bar đây. Đây là quầy nước. Bartender này làm bên trong này. Rồi mình đi ra ngoài đây. Hồ bơi thì có cái view cực kỳ đẹp, nhìn biển luôn. Nhưng mà được cái là gió ở đây thổi vào thì hơi bị lạnh ạ. Có ghế ngồi trong vầy ba luôn ha, ở dưới hồ. Con nào bơi đi Nguyên. Lo bơi đi, lo bơi đi. Con lo bơi đi. Đừng quay con. Con lo con bơi đi. Đừng quay cả. Sợ là con quay con. Đĩ quá. Con nói lại mình con quay. Lo bơi đi, mày lo mày bơi đi Nguyên. Bơi đấy nè. Lo bơi đi. Bơi ra biển về. Thì bơi đi, giờ này nắng lắm. Chút xíu. Sao? Tới đó đây được rồi. Nhưng mà ra tới đó thì mới tới. Lo bơi đi. Đó đâu có sao, có chìm không? Có chìm không? Cái này có gì? Đúng rồi, sao có chìm không? Hình như bên đây sâu hơn đúng không? Dạ. Phải không? Bơi đi Nguyên. Nguyên, sau khi ăn tối xong gia đình mình về khách sạn. Đây là cái mặt tiền của cái resort Novotel vào buổi tối đây anh chị. Nè, đèn lên sáng anh chị. Thì khi ăn xong mình quay về resort. Nè. Đây là buổi chiều của đêm đầu tiên tại resort Novotel Phú Quốc. À. Quay sơ cho anh chị xem về cảnh quan buổi tối trong khu viên của resort Novotel Phú Quốc nha anh chị. Kết thúc cho một ngày đầu tiên tại resort Novotel Phú Quốc.
kết thúc ngày đầu tiên tại resort, Thành xin tạm dừng clip tại đây. Hy vọng cả nhà bấm đăng ký theo dõi và bấm like để có thể tiếp tục xem clip kế tiếp trong chuỗi series 4 ngày 3 đêm tại resort Novotel Phú Quốc. Hy vọng anh chị xem clip kế tiếp để cho cuộc hành trình của mình nó trọn vẹn hơn trong kỳ nghỉ 4 ngày 3 đêm cùng Thành nhé. Thành xin cảm ơn anh chị rất là nhiều.